Hãy cùng khám phá chuỗi vô hạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với n bằng 1 và đến vô hạn của chiều 1 mũ n cộng 1. Tất cả chia cho n mũ 2. Biểu thức này sẽ bằng để do nào? Khi n bằng 1, kết quả sẽ là một số dương và bằng 1. Ở đây bạn trừ tiếp cho 1 trên 2 mũ 2 sẽ là trừ 1 phần 4 cộng với 1 phần 9 trừ đi 1 phần 16 cộng với 1 phần 25. Và mình đang đi khá xa, trừ đi 1 phần 36 cộng với 1 phần 49 trừ đi 1 phần 64. Có vẻ khá ổn rồi đó. Mình sẽ dừng lại ở đây. Và tất nhiên nếu chúng ta cứ tiếp tục thì nó sẽ là một chuỗi đan dấu cộng trừ, cứ tiếp tục như vậy mãi. Chúng ta biết từ những bài toán trước đó là chuỗi đan dấu thỏa mãn điều kiện ràng buộc của bài kiểm tra chuỗi đan dấu. Và giờ ta có thể thấy là nó hội tụ. Những gì chúng ta đang làm là thử ước tính những thứ này hội tụ lại thành gì. Chúng ta muốn ước tính giá trị S ở đây là gì, ta sẽ thực hiện bằng một vài phép tính mà không cộng lại tất cả các giá trị này vào với nhau. Hãy thử ước lượng bằng cách tìm tổng một phần của bốn số hạng đầu tiên. Hãy lấy bốn số hạng ở đây. Và ta sẽ gọi nó là S4. Và bạn sẽ có một phần dư, tức là tất cả các phần còn lại, tất cả những phần này mà mình không để dấu ngoặc này kết thúc, và đó sẽ là phần dư của bạn. Phần dư này để lấy được cả tổng hay bất cứ thứ gì còn lại sau khi bạn lấy bốn số hạng đầu tiên. Còn ở đây là từ số hạng thứ 5 đến vô hạn. Chúng ta đã thấy trước đó rồi, giá trị của tổng toàn phần sẽ bằng với tổng một phần cộng với phần dư. Như vậy chúng ta có thể tính ra được nó sẽ bằng với mẫu số chung ở đây là 9 nhân 6, 9 nhân 16 bằng 144. Kết quả ta được 144. Và nó sẽ bằng với 144 trừ đi 36 cộng 16 trừ đi 9. Tất cả trên 144. Để xem, đây là 144 trừ 36 cộng với 16 bằng trừ 20. Vậy sẽ còn lại 124 trừ 9 bằng 115. Vậy biểu thức này bằng với 115 trên 144. Ta không sử dụng máy tính để thực hiện nó. Cộng thêm phần dư. Cộng thêm phần dư. Nếu chúng ta có thể tìm ra một vài giới hạn của phần dư này, chúng ta sẽ tìm được một vài giới hạn của tổng toàn phần. Ta sẽ làm được thôi. Vậy cái kia với cái này với cái kia ra nhau như thế nào? Có hai cách để nghĩ về điều đó. Hãy thử nhìn xem nha. Điều mình muốn thấy là mình muốn cho bạn thấy phần dư ở đây chắc chắn sẽ có giá trị dương. Bạn hãy dừng video này lại và xem là mình có thể chứng minh rằng phần dư này chắc chắn có giá trị dương không nhé. Mình nghĩ là bạn đều đã thử rồi, nên bây giờ hãy viết phần dư xuống. Mình sẽ viết ở trên đây. R4 bằng 1 phần 25. Bằng 1 phần 25. Mình không phải viết nó tách biệt. Mình có thể cho bạn thấy là phần ngay đây sẽ có kết quả là một số dương. Mình làm điều đó như thế nào? Đầu tiên hãy ghép cặp. Mình sẽ để một vài dấu ngoặc ở đây. Và sẽ ghép các số hạng như thế này. 1 phần 25 trừ đi 1 phần 36. 1 phần 36 nhỏ hơn 1 phần 25. Giá trị này dương, giá trị này âm. Do đó kết quả của biểu thức này dương. Và sau đó bạn có một số hạng dương, bạn trừ nó cho một số nhỏ hơn. Nên kết quả ta được một số dương. Vậy nếu bạn muốn ghép cặp tất cả các số hạng này, bạn sẽ có một chuỗi chứa các số hạng dương. Chỉ cần như vậy, chúng ta đã có giá trị của R4 sẽ lớn hơn 0. R4 sẽ có giá trị lớn hơn 0. Bây giờ một điều nữa mình muốn chứng minh là phần dư sẽ có giá trị nhỏ hơn số hạng đầu tiên mà chúng ta vẫn chưa tính. Và phần dư sẽ nhỏ hơn 1 phần 25. Một lần nữa mình mong bạn dừng video này và xem là bạn có thể đưa ra một vài dấu ngoặc và sẽ giúp bạn thấy được tổng ở đây, phần dư ở đây sẽ cộng lại thành một giá trị nhỏ hơn giá trị của số hạng ban đầu. Mình nghĩ là bạn đã thử làm rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ viết nó xuống với màu hồng. Phần dư khi chúng ta lấy tổng một phần của bốn số hạng đầu tiên, đó là 1 phần 25,
Cách mình viết là thay vì viết trừ 1/36, mình sẽ viết trừ và để bỏ dấu ngoặc vào số hạng thứ hai và thứ ba, tức là 1/36 và 1/49. Sau đó chúng ta sẽ trừ 1/64 và tiếp theo trừ số hạng tiếp theo sẽ là 1/9 bình phương hay 1/81. Rồi sau đó trừ tiếp, chúng ta cứ tiếp tục như vậy mãi mãi. Bây giờ để xem điều gì xảy ra. Số hạng ở đây có giá trị dương. Chúng ta có một số nhỏ hơn bị trừ ở một số lớn hơn. Số hạng ở đây dương. Chúng ta bắt đầu với 1/25 và sau đó trừ một loạt những số hạng dương từ đó. Vậy cái này phải nhỏ hơn 1/25. R4 sẽ nhỏ hơn 1/25. Hoặc chúng ta có thể viết là R4 nhỏ hơn 0,04. 0,04 cũng tương tự như 1/25. Trên thực tế, logic ở đây là căn bản cho việc chứng minh một chuỗi đan dấu. Bạn sẽ cảm thấy khá ổn với điều đó rằng, nhìn này, cái này sẽ có giá trị lớn hơn không? Và với càng nhiều số hạng bạn thêm vào, thì giá trị của nó sẽ tăng. Nhưng nó có giới hạn trên. Hay cận trên là 1/25. Và mình cảm thấy khá ổn là nó sẽ hội tụ. Nhưng có không phải là những gì chúng ta quan ngại. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm phạm vi này. Tổng ở đây là tổng của hai thứ. Vì vậy, tổng toàn phần sẽ nhỏ hơn 115 trên 144. Cộng với cận trên của R4, tức là cộng với 0,04. Và nó sẽ có giá trị lớn hơn. Sẽ có giá trị lớn hơn. Tổng 1 phần cộng với 0. Bởi vì phần dư ở đây chắc chắn sẽ lớn hơn 0, bạn có thể nói giá trị của nó sẽ lớn hơn tổng 1 phần. Và chỉ cần tính tay một phép tính, chúng ta đã có được cận của chuỗi vô hạn này. Chuỗi vô hạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng máy tính để hiểu rõ hơn một chút. Nếu nói 115 chia cho 144, kết quả sẽ là 0,79861 trùng lặp. Và đây là 0,79861 trùng lặp. Nhỏ hơn S. Và nhỏ hơn cái này cộng với 0,04. Để mình viết xuống bên dưới nha. Cộng với 0,4 sẽ được 0,83861 trùng lặp. 83861 trùng lặp. Thực tế là mình có thể tự tính nhẩm. Mình không biết tại sao lại dùng máy tính nữa. 0,83861 trùng lặp. Và chỉ cần một phép tính mà chúng ta có thể tự tính tay là có thể ước lượng giá trị của S. Bài học ở đây là chúng ta sẽ xây dựng dựa trên cái này, nhưng bạn có thể nhận diện ngay với một ví dụ rất rõ ràng là khi các bạn có một chuỗi đan dấu như thế này, loại chuỗi đan dấu mà thỏa mãn bài kiểm tra. Bạn có thể viết thành trừ 1 mũ n hoặc trừ 1 mũ n cộng 1 nhân với một chuỗi số hạng dương mà đang giảm từ giới hạn 0 và chạm tới vô hạn. Những thứ này không chỉ hội tụ lại mà bạn còn có thể thêm là mình sai ở đâu dựa trên số hạng đầu tiên mà bạn không thêm vào. Đây là một ví dụ, nó sẽ khác tùy theo số hạng đầu tiên là âm hay dương. Và chúng ta sẽ phải giới thiệu khái niệm của một giá trị vô hạn. Nhưng bài học chính rút ra ở đây là độ sai của bạn sẽ nhỏ hơn độ lớn của số hạng đầu tiên. Số hạng đầu tiên mà bạn loại bỏ ra khỏi tổng toàn phần, khỏi tổng một phần.